Xin kính chào các khán giả của kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Chúng ta được biết thì Quốc hội đã thông qua luật đất đai năm 2024 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của năm 2025. Và theo chúng tôi nhận biết thì đây là một dự án luật rất quan trọng và quá trình họp đã thông qua rất nhiều điểm quan trọng, bao gồm 16 chương và 260 điều. Và những thay đổi lớn của luật đất đai sửa đổi có thể kể đến như sau. Một là đang thuê đất trả tiền một lần và có thể chuyển sang trả hàng năm, tạo sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp lại số tiền được miễn giảm để tránh tiêu cực về việc được hưởng những ưu đãi của nhà nước. Quy định chặt chẽ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bổ sung thêm những điều kiện về việc chuyển nhượng bất động sản diễn ra minh bạch hơn, tránh những vụ việc đáng tiếc trong quá khứ. 3. Doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, giúp giá đất nông nghiệp có thể tăng khá mạnh. Giá đất nông nghiệp hiện tại nói chung tương đối rẻ. 4. Được bán tài sản trên đất và bán quyền thuê đất cho doanh nghiệp khác, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho ngành bất động sản khu công nghiệp. 5. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sẽ bị thu hồi đất, giảm bớt tình trạng ôm đất, gây thiệt hại lớn về nguồn lực. 6. Doanh nghiệp vi phạm đất đai vẫn có thể được giao đất, cho thuê đất, tạo cơ hội làm lại cho những doanh nghiệp đã bị vi phạm trước đó. 7. Xây nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất, tăng thêm nguồn cung cho bất động sản cho thuê, về lâu dài sẽ có tác động làm giảm giá thuê nhà. 8. Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đây là điều quan trọng nhất trong luật đất đai sửa đổi. Về cơ bản, những người sở hữu đất sẽ có lợi hơn. Doanh nghiệp bất động sản cũng dễ dàng giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, chi phí giải phóng mặt bằng chắc chắn sẽ tăng lên do giá đất được xác định lại sẽ có xu hướng tăng mạnh. Thông tin thay đổi về luật đất đai mới năm 2024, ngoài những điểm mới mà mọi người vừa nghe, còn những điểm khác mà chúng ta phải đi phân tích sâu hơn. Luật đất đai thì là một bộ luật bao trùm toàn bộ nền kinh tế và nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố trong xã hội này và nền kinh tế của Việt Nam. Trong đó thì có 7 điểm đánh giá là quan trọng trong luật đất đai này. Điểm thứ nhất, chúng ta sẽ bổ sung quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đây đã từng được bàn luận rất nhiều về việc sở hữu của người gốc Việt Nam, gọi là sử dụng quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất ở Việt Nam. Luật sẽ thay đổi một điểm rất là quan trọng. Chúng ta đều biết rằng lượng người Việt Nam ở nước ngoài khá là đông và bây giờ không chỉ là thế hệ thứ nhất mà đã đến thế hệ thứ ba. Tại khoản 4 điều 3, luật quốc tịch của chúng ta, người gốc Việt định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam. Khi sinh ra, quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc truyền thống và con cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Có nghĩa là người gốc nước ngoài có thể là con cháu của họ và người con cháu này thì người ta không có quốc tịch Việt Nam. Điểm thứ hai là việc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được phép chuyển nhượng các dự án bất động sản. Đây cũng là một điểm mà coi như là có thể giúp cho nền kinh tế của Việt Nam phát triển tốt hơn thông qua việc mua bán, sáp nhập các tổ chức kinh tế nước ngoài. Có thể hình dung đơn giản là trước đây nếu như mà các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, ví dụ như là đầu tư một dự án bất động sản, thì bắt buộc phải liên kết hoặc là kinh doanh với cả một công ty ở Việt Nam để triển khai dự án, chứ không được phép kinh doanh trực tiếp đứng ra để triển khai dự án. Bây giờ là trực tiếp được mua bán, chuyển nhượng và phát triển dự án, thì đây cũng được xem là sự cởi trói cho các nhà đầu tư nước ngoài để họ có thể dễ dàng mua bán, sáp nhập các dự án ở Việt Nam. Thứ ba là liên quan đến việc quy hoạch. Đây là một điểm khá là nhức nhối của thị trường. Trước năm gần đây, do các vấn đề về quy hoạch chưa được đồng bộ, có thể những quy hoạch mang tính chất vùng chưa được thông qua thì tất cả các quy hoạch phía sau sẽ phải đợi, gây ách tắc rất nhiều. Nhưng trong Điều 60 Luật Đất đai năm 2024 đã cho phép các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời, những quy định đất cấp cao hơn được phê duyệt trước khi quy định đất thấp hơn.
Đặc biệt ở đây là trước đây bắt buộc phải phê duyệt cấp cao hơn thì mới được bắt đầu triển khai cái thấp hơn. Thì còn bây giờ thì chúng ta sẽ được lập đồng thời. Và khi lập đồng thời thì vừa phê duyệt cấp cao hơn, chúng ta duyệt cái cấp thấp hơn ngay lập tức trong cùng một thời điểm đó và sẽ rút ngắn được thời gian. Khi mà kết thúc thời quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch mới chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt thì chúng ta vẫn được tiếp tục thực hiện các quy hoạch cũ cho đến khi quy hoạch mới được nhà đất phê duyệt. Thứ tư, liên quan đến việc những trường hợp thu hồi đất. Đây là một vấn đề khá là quan trọng. Việc thu hồi đất này cũng gây ra nhiều khiếu kiện. Ở trong luật đất đai, chúng ta cũng sẽ làm kỹ hơn là những trường hợp nào được phép thu hồi đất, đặc biệt là những quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống của những người bị thu đất. Quan trọng nhất đó chính là việc đất đai khi mà dự án đó đã thực sự được triển khai hay không, hay là nó treo để đấy và nhằm những mục đích khác, rất là lãng phí nguồn lực của xã hội. Chúng ta có thể thấy trong Điều 70 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể chi tiết 32 trường hợp mà nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Hình dung đơn giản là trước đây khi chúng ta thu hồi đất gặp rất nhiều vướng mắc, thì bây giờ quy định đã dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp, nhà ở kinh doanh thương mại, dự án khu đô thị. Còn lại toàn bộ các trường hợp khác thì nhà chủ đầu tư phải thương lượng với cả người dân ở đó, chứ không phải là nhà nước đi thu hộ nữa. Đây là một sự khác biệt rất rõ ràng để tránh các trường hợp là gây ra khiếu kiện kéo dài. Thứ năm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vướng mắc nhà ở xã hội hiện tại. Nhà ở thương mại đang gặp phải khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề là nguồn cung của thị trường. Theo nữa đó là liên quan đến các vấn đề về các loại đất, thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua việc thỏa thuận. Nếu chúng ta muốn thực hiện một dự án nhà ở thương mại thì có hai trường hợp. Một là đang có quyền sử dụng đất rồi thì sẽ thực hiện theo luật nhà ở. Còn hai, nếu như mà chúng ta chưa có đất thì chúng ta phải thương lượng trực tiếp với cả người dân đó. Điều này đã được quy định ở khoản B điều 127, chứ không được đi cưỡng chế để thu hồi và giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện nhà ở thương mại. Trừ khi đó là một khu đô thị thì lúc đó chúng ta sẽ thu hồi đất và sau đó có thể đấu giá hoặc là đấu thầu dự án đó. Thứ sáu là về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ. Quy định cụ thể và rõ ràng hơn là những căn nhà, thửa đất viết tay không có sổ đỏ thì bây giờ muốn có sổ đỏ, trường hợp sử dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà đưa vào 3 trường hợp này thì vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Và cuối cùng là vấn đề định giá đất. Đây là một vấn đề rất quan trọng, vì đấy là cơ sở để xác định. Ví dụ trước đây, việc mà định giá đất, ngân hàng phải có một trung tâm riêng, không phụ thuộc vào các trung tâm định giá bên ngoài. Có thể thấy ngay là trong trường hợp vụ án lớn vừa rồi, Vạn Thịnh Phát, các chứng thư mà đưa ra các định giá đất hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc của thị trường, dẫn đến việc là định giá miếng đất đấy có một giá trị rất cao để nhằm mục đích hoạt động tín dụng mà nó không đúng, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Trường hợp bảng giá đất cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc này sẽ giúp cho bảng giá đất tiệm cận giá đất thị trường, tuy nhiên cũng sẽ làm gia tăng áp lực công việc cho các địa phương. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và cũng rất là mong nhận được sự phản hồi của mọi người về thay đổi của luật đất đai năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.